Kính thưa quý vị, đời người có năm việc, càng nói không, càng ít tai họa. Hãy xem bạn đã làm được bao nhiêu việc nhé. Đây là năm việc mà dù bạn là ai cũng nên ghi nhớ để thực hiện nếu muốn có một cuộc sống thanh thản, tự tại, tránh xa được tai ương, họa hại. 1. Không khoe khoang. Đến một độ tuổi nhất định, có người sẽ học được cách không khoe khoang. Chúng ta đều là con người, cuộc sống sẽ không thể mãi thuận buồm xuôi gió. Vì thế, đừng tùy tiện đắc ý. Cho dù bạn ở vị trí nào, cũng đều không nên khoe khoang tự đắc đến mức vênh váo. Ở đời, bạn càng khoe khoang thứ gì thì sẽ càng dễ mất đi thứ ấy. Vào thời điểm bạn bộc lộ tài năng của mình, đó có thể chính là lúc kẻ khác ghen ghét bạn. Kẻ tiểu nhân thường dễ ra tay vào những lúc bạn đắc ý mà mất cảnh giác. Bởi vậy, chúng ta nên học cách giấu mình. Người đời vẫn thường nói, núi cao còn có núi cao hơn. Muốn cuộc sống bình yên hạnh phúc thì nhớ đừng khoe khoang. Khiêm tốn sẽ giúp bạn bay cao hơn, khiêm nhường sẽ giúp bạn đi xa hơn. 2. Không giải thích với người không hiểu mình. Cuộc đời mỗi người sẽ không tránh khỏi những lời bịa đặt, dèm pha. Luôn có những người thích nói xấu sau lưng người khác. Miệng là của thiên hạ, ta vốn chẳng thể kiểm soát được họ. Vì thế, đừng cố giải thích, càng không cần tranh cãi với người khác. Thay vì lãng phí thời gian quý báu để giải thích cho người khác hiểu mình, thà rằng tập trung làm việc quan trọng, đi con đường bản thân đã chọn. Mỗi người chúng ta đều là một bản thể độc nhất vô nhị, là một tia pháo hoa khác biệt. Dù chỉ rực rỡ trong một khoảnh khắc, cũng chiếu sáng cả một khoảng trời. Không cần ép mọi người đều phải hiểu. Làm người hãy giống như một đóa hoa, dù chẳng ai ngắm cũng nhất định phải nở rộ. Chẳng phải vì ai khác, mà là vì chính mình. Chẳng cần làm món đồ cho người khác thưởng thức, cứ tươi đẹp theo cách của mình. Người khác có thể coi bạn như câu chuyện cổ tích, có những người coi bạn là câu chuyện thần thoại, lại có những người coi bạn là chuyện cười. Hãy cứ để họ nói thoải mái. Người thật sự ưu tú sẽ chẳng bao giờ bận tâm xem người khác nghĩ gì. Họ chỉ bận tâm trở thành một bản thể ưu tú nhất. Không tìm kiếm cái bóng của mình sau lưng người khác. Không hèn mọn tìm kiếm giá trị tồn tại của mình trong mắt của người khác. Họ sẽ tự mình phấn đấu không ngừng, tự tỏa ra ánh sáng và sống là chính mình. 3. Không đòi hỏi quá nhiều. Cuộc đời là một hành trình, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi một mình. Chúng ta phải tự bước đi, tự mình làm việc, tự mình hoàn thành ước mơ. Trong chúng ta có những điểm khiến người đời ngưỡng mộ, nhưng cũng có nhiều điểm còn thiếu sót. Chẳng ai luôn được như ý muốn, cũng chẳng ai sống được dễ dàng hơn kẻ khác. Xưa nay, những phiền muộn và rắc rối ở đời không phải người khác mang đến, mà chính thái độ và tâm trạng của chúng ta quyết định. Nếu như chúng ta đòi hỏi quá nhiều, cuộc sống sẽ càng phiền muộn. Nếu như chúng ta quá ganh tị, đố kỵ, cuộc sống sẽ càng đau khổ. Mỗi người nên hãy khắc cốt ghi tâm một điều, đó là sinh mệnh là của chúng ta, cuộc sống cũng là của chúng ta. Không cần phải chứng minh cho người khác thấy, càng không cần phải so bì cao thấp với kẻ khác. Đừng lãng phí quá nhiều thời gian vì ánh mắt và lời nói của người khác. Hãy sống tốt cuộc đời của mình, cứ kệ người ta nói gì thì nói. 4. Không tranh giành. Năm tháng trôi qua, ta trưởng thành hơn và có nhiều trải nghiệm. Đến một độ tuổi nhất định, ta sẽ học được cách không tranh giành. Bởi đời người thật ngắn ngủi, tranh giành chẳng giải quyết vấn đề gì. Bởi khi nhắm mắt xuôi tay, ta cũng chẳng thể mang theo thứ gì. Suy
Suy cho cùng, thứ gì đã là của bạn thì không phải tranh, bởi trời đã định sẵn. Thứ không phải của bạn, dù có tranh cũng không được. Đừng tự làm khó mình, đừng lãng phí thời gian và sức lực chỉ để tranh đoạt với người khác. 5. Không tranh cãi. Khi gặp kiểu người ngang ngược vô lý, lùi một bước là cách để đôi bên cùng yên ổn, cũng là cách để bảo vệ bản thân. Cho dù bạn dùng lý lẽ để tranh cãi thì cũng chỉ khiến mình phiền lòng, mất hứng. Cuối cùng, kẻ đó vẫn coi trời bằng vung, thậm chí gây ảnh hưởng không tốt đối với cuộc sống của mình. Cổ nhân có câu, 10 người biết điều cũng không thắng nổi một kẻ ngang ngược. Bởi vậy, cần gì phải tranh cãi đúng sai với kẻ ngu dốt. Khi giải thích trong tuyệt vọng sẽ khiến bạn nhận ra rằng khoảng cách giữa người với người là gần ngay trước mắt, lại xa tận chân trời. Giữ mồm miệng không tranh cãi hơn thua là cách bảo vệ tâm hồn mình. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Hãy tránh họa từ miệng mà ra, đừng gây chuyện thị phi. Đôi khi sự im lặng mới là thứ âm thanh có sức tấn công mạnh mẽ nhất. Người không nói sẽ dùng nhiều thời gian để suy ngẫm, để quan sát người khác hơn. Có thời gian để làm việc, trở thành một người trong cuộc sáng suốt. Bởi vậy, hãy khép miệng lại, tu tâm, yêu thương lấy bản thân. Trong cuộc sống, người không tranh giành mới thật sự là người chiến thắng. Hãy buông bỏ sự tranh cãi, tránh xa những phiền muộn, trốn khỏi những người, những việc tệ hại. Khi có được sự tự tại an nhiên, lòng sẽ luôn cảm thấy vui vẻ. Lúc đến tùy duyên, lúc đi tùy ý. Con người đến một độ tuổi nhất định sẽ đạt được cảnh giới không tranh cãi, thản nhiên hòa nhã nói chuyện, bình tĩnh, điềm nhiên chấp nhận, mỉm cười ung dung, cho qua. Sống ở đời, con người cứ lo cho chính mình là đủ. Thay vì thao thao bất tuyệt tranh cãi, hãy cứ im lặng rèn luyện và tu dưỡng, lặng lẽ làm tốt những việc của mình, hoàn thiện chính mình. Đó mới chính là việc nên làm nhất.